Ok mọi người ơi, thì xứng sang quay lại rồi đây. Thì mình sẽ bắt đầu đi tiệc lớp đó nha. Theo chân mình nào. Ok. Chuyển. Rồi
À, chào mọi người đã. Skip đi. Hai đồng mẹ. Từ từ tới quay chị luôn. Tối nay có về nhà không sáng? Có thôi. Có hả? Mẹ không đi à? Đi. Giờ dạ, máy làm nướng. Đây mọi người ăn ha. Bây giờ quán còn quá. Dạ, sao dưới vô vậy? Mà kiểu ở đây không khí mình vui nhộn á, ăn chung nó cũng ngon, tôi chào 8 điểm. Ok. Clip ngủ anh đi. 4 ngày ngủ luôn rồi. Lâu rồi, nó mới ăn lên chiều. Ở đâu vậy? À, ngủ người gai. Chứ hệ gì á mày ơi. Chứ hệ con gái luôn. Mấy, YouTuber lỡ vô. Ok, thấy đâu đủ mấy cái mẹ. Bớt cái miệng nó hư quá. Cái miệng nó hư quá. Cắt rồi. Không sao, không sao. Không, YouTube là không cắt luôn. Có nhiều người đang lên đến. Ok chưa? Hay tôi nghĩ cái món này không là sushi nha mọi người. Món này là mochi chiên nha mọi người. Không mua một xíu gì sôi luôn. Mày có review có tâm không vậy? Nè. Coi anh nhẹ thôi. Anh biết làm tiếng nè, nghe nói là. Cái này mochi chiên nha mọi người, khá dở nha. Một điểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiễu rồi mày lóc đi. Ăn tiệc với lớp xong rồi sao chúng tôi sẽ quyết định đi tặng nước bánh mì cho các người vô gia cư nha các bạn. Hey, let's go. Thì mọi người đón xem nha. Cái gì vậy coi, chết luôn. Đừng có vắng nha mọi người.
ra mình sẽ quay tiếp. Ý nghĩa là bạn ơi, tôi cảm thấy tôi có ích cho xã hội. Sao câu này hoài vậy? Câu này nấy rồi. Câu này nấy rồi. Hơi bị chụp lầm rồi nha. Cái này gì rồi? Còn giờ giờ đi, tôi dẫn mua đi mua. Không xì ke, không xì ke một tí đây nha. Trời ơi, tôi quay lại gì vậy? Mấy cái từ hiển sống từ hiển xe đâu mọi ơi. Chả hiểu thì sao làm vậy? Nó từ hiện người ta rồi, nó còn kiếm một quay cái xe cho bạn cho mấy người khác nữa. Hay thiệt. Còn điểm chí à? Ừ, ok, để tao thấy tìm nhạc lo-fi không? Nè có mọi người ơi. Thì hết bánh thì mọi người phải đi vô sân cây mua mọi người ơi. Còn 4 cái là mất đi. Không không, mình hỏi tôi còn không. Thì tôi lớn á. Anh ơi, anh ơi, cái này mình còn không anh? Lát, lát đây đi. Còn 2 cái. Lấy giỏ đi. Lấy giỏ đi Phúc. Nè, nè, nè.
ok, con bỏ xuống hại mình phước của mình đó nha, để chạy luôn. Bắt ngáp về, ok. Không, mà kiểu bắt ngáp về em được thôi, mà chào tình người đấy bạn ơi. Em hiểu luôn, mình chở đi, xong rồi khỏi lại. Thôi, mình sao mới ngáp nữa mình. Mọi người nhớ ủng hộ video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye, xin cảm ơn nha.